Vân Anh xin kính chào khán giả đến với chương trình của VNTV ngày hôm nay. Thưa quý vị, trong không khí nô nức chuẩn bị cho Tết Nguyên đán sắp tới, chúng ta mua sắm để trang hoàng cũng như là mua sắm thức ăn, và một trong những cái sinh hoạt rất là quan trọng trong ngày Tết đó là đi hội chợ Tết. Và ngày hôm nay Vân Anh xin mời quý vị gặp gỡ với hai bạn trong Liên hội tuổi trẻ sẽ tổ chức hội chợ Tết năm nay, đó là Kenny Ding và Sydney Trần. Chào Kenny và Sydney. Chào chị. Thưa quý vị, năm nay là năm thứ 6 phải không Kenny? Chúng ta tổ chức hội chợ Tết, thì Kenny có thể chia sẻ coi là Kenny đã bắt đầu làm cái công việc này từ lúc nào và join trong cái vai gia từ lúc nào vậy Kenny? Trước hết thì Kenny và Sydney xin cảm ơn đài VNTV đã cho Sydney và Kenny có cơ hội đến đây trò chuyện với quý khán giả về hội chợ Tết sinh viên năm Tân Mão. Thì xin trả lời câu hỏi của chị thì tụi em trong ban tổ chức đã bắt đầu công việc chuẩn bị cho Tết cũng khá lâu, từ tháng 3 đến tháng 4 năm ngoái rồi. Tức là chuẩn bị cho một hội chợ Tết chúng ta cần phải có thời gian lâu như vậy hả? Dạ đúng chị. Và tới ngày hôm nay thì tuần sau là bắt đầu cái hội chợ Tết phải không Kenny? Bắt đầu từ ngày nào? Cái hội chợ Tết sẽ bắt đầu vào buổi thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, thì thứ 6 28 tây và 29 và 30. Chắc chắn là chuẩn bị cho cái hội chợ Tết rất là vất vả, rất là khó khăn phải không Kenny? Thì trong cái thời gian vừa qua các bạn đã chuẩn bị như thế nào? Dạ thì chị cũng biết là kinh tế thì lúc năm mấy năm nay đã khó khăn rồi, cho nên ban tổ chức rất là lo lắng sẽ không tìm được đủ tài chính để mà lo cho một cái hội chợ Tết thật là lớn như vậy. Nhưng mà cũng may mắn là vì sự thương yêu của đồng bào cũng như là những vị mạnh thường quân đã cho ban tổ chức rất là nhiều sự ủng hộ, và trong ban tổ chức lúc nào cũng nỗ lực để mà tạo ra cái cơ hội cho các business tới đăng quảng cáo. So rất là may mắn năm nay. Là một trong những thành viên trong ban tổ chức thì Sydney cũng như là Kenny thấy rằng tới ngày hôm nay thì các bạn đã thực sự chuẩn bị hoàn toàn cho cái hội chợ Tết sắp tới hay chưa? Và trong năm nay thì các bạn càng ngày càng đón nhận thêm sự ủng hộ của nhiều người phải không? Đến với Liên hội tuổi trẻ phải không Kenny? Dạ đúng như chị. Đến bây giờ thì chỉ còn một tuần nữa thì tất cả cũng là xong hết rồi, chỉ còn những cái tập dượt lại, những cái phút cuối kia, những cái tập dượt lại cho nó chuẩn bị cho nó chú đáo hơn. Thì mỗi năm thì tụi em thì có mỗi người mới vô thì cái đó là cái cũng có cái challenge cho tụi em, cái thử thách cho tụi em mỗi năm nó là cái đó. Và đi vào chương trình hội chợ Tết của chúng ta năm nay, hội chợ Tết năm nay của các bạn với chủ đề là mình đang thấy rất là vui, đó là táo quân hội ngộ thưa quý vị. Và như vậy trong năm nay thì có những cái chương trình gì đặc biệt hơn những năm ngoái? Dạ thì giống như chị nói là chủ đề năm nay là táo quân hội ngộ, tiếng Mỹ thì tụi em đặt là Taste of Tết. Thì trong cái chương trình á là chúng em muốn là đặc biệt năm nay có nhiều thức ăn đặc biệt thuần túy Việt Nam. Và chung vào đó thì có mời được, ban tổ chức mời được hai ca sĩ rất là nổi tiếng, trẻ, rất là hot nhất hiện nay á, là ca sĩ Mai Tiến Dũng và Hương Giang. Và chung vào trong đó thì có hai ca sĩ, nghệ sĩ Chí Tâm và Ngọc Đăng Thanh. Và bên cạnh đó thì có những cái chương trình gì mới so với năm ngoái không Kenny? Dạ thưa chị, có năm nay đặc biệt là năm đầu tiên chúng em tổ chức cuộc thi tài năng hội chợ Tết. Dạ, mọi năm thì có hát, thi hát, nhưng mà năm nay thì tụi em muốn mở rộng ra cho nhiều cái năng khiếu khác, nhảy, đánh võ, và có nhiều rất nhiều tiết mục đặc sắc khác. Và khi mà vào hội chợ Tết như vậy thì cái lệ phí để đi vào hội chợ Tết, tức là cái vé mỗi người đi vào là bao nhiêu vậy Kenny? Cái vé cho người general admission, người lớn thì là 5 đồng một vé, và trẻ em thì là 4 đồng. Mà thí dụ mà quý vị mà mua trên mạng thì là 4 đồng một vé. Như vậy thì quý vị nào mà cần muốn mua trên mạng thì đi vào cái website nào, cũng như là Sydney có thể cho quý vị biết là thí dụ quý vị muốn mua vé mà trên mạng thì vào cái trang mạng là www.sdtet.com, tức là viết tắt cho sanigotet.com. Kenny, như vậy chương trình của mình bắt đầu vào tối thứ 6 phải không Kenny? Tối thứ 6 có chương trình gì đặc biệt không Kenny? Tối thứ 6 thì
sẽ có màn trình diễn fashion show và đặc biệt là thi Nam Thanh Lịch lần thứ nhì tức là thay vì hoa hậu cho các cô thì các chàng trai cũng có cơ hội để thi phải không? Một chương trình rất là vui nhộn và để mà ủng hộ cho các bạn trẻ trong Liên hội Tuổi Trẻ thì mời quý vị đến tham gia với chương trình. Một lần nữa tất cả những cái chi tiết quý vị muốn liên lạc thì Sydney có thể nói trở lại cái information là cái website của mình cũng như cái số điện thoại. Cái website đó là www.sdtech.com. thì quý vị vào trang mạng đó thì tất cả tụi em sẽ có tất cả information trên đó, từ program và cái mua vé, và quý vị có thể xem biết nhiều cái chi tiết rõ ràng thêm về cái hội chợ. Và dành cho những cái giây phút sau cùng cho Kenny muốn chia sẻ với quý vị khán thính giả cũng như là có những cái lời nào để quý vị của VNTV buổi tối ngày hôm nay. Dạ thì em cũng thay mặt cho ban tổ chức Sydney xin cảm ơn quý đồng hương đã hỗ trợ chúng em mấy năm qua. Thì năm nay thì xin quý vị cũng tham gia thêm vì chúng em năm nay cái chủ đề thật sự là chúng em muốn bảo tồn văn hóa giữ hội xuân, vì năm nào mà mình còn cái hội xuân á thì San Diego sẽ cảm giác giống như là xuân hơn, phải không chị? Dạ, xin mời quý vị tới tham gia với tụi em. Chúc cho các bạn trong Liên hội Tuổi Trẻ sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn và có những cái sinh hoạt thật là lành mạnh hơn, thật là vui hơn trong những ngày tháng sắp tới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã đến ngày hôm nay và cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị trong chương trình vừa qua. Sydney Kenny cùng Vân Anh xin kính chào tạm biệt. Xin kính chào.